Xin chào anh em, nay sẽ chốt cho em cái vần 300 triệu vàng cho những bạn đã like và đăng ký kênh, đặc biệt là comment tên nhân vật kèm server ở clip trước nhá. Bây giờ mình sẽ bấm chia sẻ, bấm copy link. Sau đó mình sẽ paste vào đây. Mình sẽ bấm tìm kiếm để chọn ra bạn là may mắn nhất. Mình sẽ bấm pick. Mình đã tìm ra một bạn ở bên server 1. Mình sẽ tiến hành là vào shopvimi.com để mua vàng tặng bạn ý. Mình sẽ tiến hành gọi là copy tên nhân vật của bạn ý. Mình sẽ vào mua vàng bên server 1, giá là 75k. Chúng ta sẽ có 300 triệu vàng. Rồi, bạn vui lòng qua vách núi cao lớp Q27 để nhận vàng ở bên shop của mình nha. Còn anh em thì chơi event như bình thường anh em nhé. Đừng để một phút ham rẻ mà tiền mất tật mang. Nếu anh em có nhu cầu mua nick thì anh em hãy truy cập ngay shopvimi.com để mua mình nhé. Hiện tại thì shop đã cập nhật rất là nhiều nick đủ 9 server cho anh em tha hồ lựa chọn nhá. Đó, nick thì có rất là nhiều, giá thì siêu tốt cho anh em nhá. Đặc biệt thì có rất là nhiều khuyến mại ở trên shop. Bán vàng bây giờ đang là x4k6 đến x8k, có khung giờ vàng nha anh em. Đặc biệt là bán ngọc thì 6.7 cao nhất thị trường nha. Các dịch vụ như là tìm đồ, làm đệ, săn đệ, úp đệ tử thì giảm thêm cho anh em là 30% nha. Đặc biệt bây giờ kho đồ giá rẻ mình đã cập nhật thêm cho anh em hơn 1.000 đồ đủ 9 server cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Lựa mỏi tay luôn anh em ạ. Đặc biệt bây giờ đã có bán thêm hai loại lick, chính là lick sơ sinh có đệ tử và lick win doanh trại nha anh em. Đó, tha hồ cho anh em lựa chọn nhá. Dưới này thì có rất là nhiều vòng quay, đủ các loại vòng quay ngon cho anh em như vòng quay gift code này, vòng quay bộ ngọc rồng nha. Dưới này thì có rất là nhiều gian lưu để cho anh em dinh những phần quà cực kỳ hấp dẫn anh em nhá. Em cần mua gì thì ghé shop vimi.com để ủng hộ mình nhá. Đừng buồn khi bạn muốn bỏ game, truy cập ngay azt2động.vn, nơi thu mua nick giá tốt, giao dịch 30 giây nhanh hơn người yêu cũ bạn trở mặt, tự động 100%, hỗ trợ rút tiền về ví ATM, mua thẻ cào, mua thẻ game, mua đồ game, truy cập ngay azt2động.vn anh em nhá. Ok, và hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái CD hành trình về mở skill 2 thuê nha anh em. Hiện tại thì mình đã có thêm cái hành trình gọi là mở skill 2 thuê rồi. Thì nói chung là bạn nào cần mình mở free hoặc là thuê có bảo hiểm thì các bạn cứ liên hệ cho mình thì mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh em nhá. Đó, thì đặc biệt là anh em mà kiểu muốn thuê mở skill 2, 3, 4 đệ tử ấy, mà clip nào hay thì mình có thể đăng lên kênh YouTube của mình nhá. Đó, thì anh em có thể thuê ở trên shopvimi.com anh em nhá. Link thì mình có để dưới phần mô tả rồi nha anh em. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có là mở skill 234 đệ tử nhá. Đặc biệt là không chỉ có những cái mở skill này, chúng ta còn có bán vàng này, bán ngọc và tìm đồ. Nói chung là rất là nhiều, anh em có thể lên đây tham khảo nhá. Rồi, thì ở đây, đây cái phần này đây. Thì khi mà anh em mở trên shop mình mở thuê á, thì giá ở mỗi skill thì nó sẽ khác nhau, có đủ 9 server nhá. Đó, server 3 skill 3 là 70k, skill 4 là cũng nó cao hơn một chút. Nhưng mà được cái là khi anh mở trên shop của mình thì chúng ta sẽ tránh được các chiêu đen. Và khi mà mở bén skill đều thì chúng ta sẽ được hoàn tiền và sẽ được tặng thêm cho anh em tiền. Nói chung là đấy là tiền bảo hiểm, đó rất là tuyệt vời. Đó, nếu mà chậm quá, nếu mà mở chậm thì anh em cứ liên hệ qua page thì các bạn sẽ hỗ trợ anh em mở nha. Đó, còn anh em cần cái gì anh em để ghé shop của mình để ủng hộ mình nhá. Shop mình có đầy đủ các thứ mà anh em cần nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục là mở skill 2 đệ tử anh em nhá. Thì ở đây thì mình đã có một cái con nick bạn ý thuê ở trên shop của mình rồi. Ở đây một con nick server 2 và là một nick trái đất anh em ạ. Nhiệm vụ thì siêu tiêu diệt Fizer cấp 1 nhá. Đồ thì nói chung là cũng khá là tò mò. Đó, cũng rất là nhiều đồ. Đó, ngọc thì còn 6.900, wow, công nhận skill 2 bạn này sắm nhiều thứ thật sự. Đây, chỉ số đây, nói chung là rất là xịn luôn. Đó, thì chúng ta sẽ có một con đệ tử đó, mặc full đồ tiềm năng luôn, nó rất là chất lượng. Và hôm nay thì là một cái skill 2 anh em nhá. Nếu anh em xem clip của mình thì có thể là sẽ không phải là skill 2 đâu. Tại vì là đây là cái xe đi hành trình về mở skill 2 đệ tử hộ á. Thì với lại free hoặc là thuê tiền á, thì cho nên là clip nó sẽ không đúng ngày mình quay được. Nhưng mà nói chung là vẫn rất là hữu ích cho anh em nhá. Đó, nói chung là mình sẽ mở theo cái thủ thuật mà mình nghĩ ra thì nó sẽ ra được rất là nhiều skill ngon nhá. Thì đây chúng ta sẽ xem con đệ là con đệ có những cái gì nhá. Đây thì đầu tiên chúng ta làm một con đệ 149 triệu, sức đánh là 1900. Nếu mình cởi cái này ra, thì sức đánh rơi khoảng 1001, sức đánh khá là cao nhá. HP và ki thì bằng nhau. Con đệ này thì chỉ số ra kame khá là cao anh em nhá. Mình sẽ chạy thằng này đã. Mẹ, đéo chạy được. Trời ơi, ghét thật sự. Nếu anh em chưa biết mua vàng, mua nick, mua ngọc ở đâu uy tín chất lượng mà còn được quà thì các bạn có thể truy cập ngay vào gamers.com nha. Khi các bạn đăng ký tài khoản shop thì các bạn hãy bấm vào góc màn hình bên tay trái để các bạn có thể nhận tiền shop được nha. Cái tiền này thì các bạn có thể nhận hên xui từ vài trăm đồng cho đến vài trăm nghìn nha anh em. Đặc biệt là hiện tại shop đang có rất là nhiều dịch vụ cho anh em tha hồ lựa chọn nhá. Ví dụ như dịch vụ bán ngọc này, bán vàng, làm nhiệm vụ làm đệ,
treo đệ, ốp sức mạnh đệ tử rất là uy tín và chất lượng. Hiện tại thì shop đã giảm giá link rất là nhiều đây. Link ngọc rồng thì giảm giá rất là nhiều, đủ 9 server cho anh em thao lựa chọn nha. Đặc biệt là có thêm các link như là link sơ sinh, link quyên dây trại, link skill 23 đệ tử này, link liên quân và link free fire nha anh em. Đặc biệt dưới này thì có cực kỳ là nhiều các vòng quay, tỷ lệ chúng là 100% anh em nhá. Đặc biệt là dưới này thì có hàng nghìn gian đùm rất là mới mẻ, thì anh em có thể vào đây để tham khảo nha anh em. Đưa top hàng tháng để anh em có thể nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn cho anh em trong cái tháng này anh em nhé. Thế nhở? Thôi chúng ta sẽ chạy vào đây. Thì con này thì mình sẽ mở cái map ở bên xây ra anh em nhé. Chúng ta sẽ mở bên vách núi đen, thung lũng. Mình sẽ mở thung lũng đen. Nick này thì mình sẽ gọi là ép sức đánh cho nick bạn này cao thêm nữa, để cái tỷ lệ mà nó ra skill ngon thì nó sẽ rất là cao anh em nhé. Đây nick bạn ấy có rất là nhiều đồ rác luôn đó, rất là nhiều rác. Đây ví dụ như cục xương thì mình cũng xin phép mình vứt luôn để mình cởi đồ ra cho nó dễ. Đậu các thứ với lại mấy viên này thì không biết là bạn có dùng đến không. Thôi thì bạn ấy nếu mà kiểu nó cần lại thì có thể là mình sẽ hỗ trợ giá bạn lại. Ok, ở đây chúng ta sẽ có ăn lốt viên đậu cấp 5 nữa. Ôi không ăn được á. Đây từ từ để mình cất mấy cái đồ này đi đã. Nick này thì mình sẽ mở cho bạn ý Zakame nhá, tỷ lệ Zakame khá là cao mình nghĩ vậy, mong là thế. Ok chúng ta sẽ ấy đây, còn không thì sẽ nick này tỷ lệ ra Atomic cũng rất là cao. Nói chung là hai cái skill đấy thì mình chắc chắn cho anh em, còn Masenko thì tỷ lệ ra rất là thấp nha anh em nhá. Ok chúng ta sẽ qua khu 9. Ok khu 9 rồi, có nệ đâu thì sẽ bỏ mấy cái đồ này ra, 4 đồ luôn ạ. À đây vừa đẹp, mình sẽ cho đệ của bạn ý cái găng này nhá. Ok rồi, thích bạn như thế này. Và bây giờ mình sẽ cho đệ là pem nha anh em, sẽ cho cái trạng thái là tấn công. Ok đấm 1000 tiềm năng một con nha, rất là phê rượi luôn anh em ạ, rất là phê luôn. Ok đấm đi em ơi, con đệ nó phải chất chơi người rơi như thế đúng không anh em. Đó, đấm cứ phải bao phê luôn. Bao nhiêu tiềm năng rồi, 871 rồi anh em, 871 rồi, sắp mở skill rồi. Cũng sắp ra skill rồi anh em nhá. Ok đây con đệ của bạn ấy đã gọi là 149.984 rồi, và cũng rất là cảm ơn bạn đã tin tưởng để ủng hộ mình và thuê ở trên shopimi.com. Nói chung là nhiều anh em thì thuê trên shop mình thì anh em rất là đại gia, nhưng mà tính nóng như kem anh em ạ, kể cho anh em nghe tính nóng như kem luôn, cứ giúp mình rất là mệt luôn. Nhưng mà thôi mình sẽ mở cố gắng cho anh em và mình sẽ không bị bực tức. Ok con đệ của bạn ấy đã ra skill rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắn một chưởng, mình sẽ đấm một phát nhẹ nhá. Ok, hụt, và sau đó mình sẽ sử dụng cái chưởng gọi là kỹ năng đặc biệt là có cơ khí, để sau đó có thể bạn ấy sẽ đi và mình sẽ thoát ra game ra vào lại, thì chúng ta sẽ biết được cái skill của Lick bạn ấy nha. Nhưng mà trước khi mà quay trở lại thì mình sẽ về nhà cái đã anh em ạ, mình sẽ về nhà nha. Đó, sau đó mình sẽ thoát ra vào lại để cho anh em xem skill của Lick bạn ấy là skill gì nha anh em. Ok, vậy là con đệ của bạn ấy đã ra skill rồi và Lick của bạn ấy mình đã đăng nhập vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua làng Kakarot. Bây giờ chúng ta sẽ qua làng Aru để chúng ta xem skill của Lick bạn ấy là ra skill gì nha. Chắc chắn là không phải Masenko rồi. Ra Masenko mình làm chó luôn. Ok, rồi chúng ta sẽ đến làng Aru nha. Ok, trời ơi anh em thấy chất lượng chưa? Mình nói được làm được mà, ok cho anh em. Đó, nó phải ở cái tầm đấy, được chưa anh em? Skill của Nick bạn ấy đã ra được cái skill gọi là Kame rồi nha anh em. Thì mình thử xem, mình hỏi xem bạn ấy có cần mình nâng skill 7 lên luôn không, để mình nâng luôn cho anh em xem nhá. Ok, mình đã xin bạn ý và bạn ấy cũng đã đồng ý rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là qua đây mua luôn 6 cái cuốn sách để chúng ta nâng cái skill 2 của bạn ý lên là cấp 7 nha. Ok, cũng rất là mừng cho bạn ý, bạn ý đã tin tưởng để giao cái trọng trách cao quý mở cái skill 2 của Nick bạn ý thì cũng rất là ok. Cuối cùng thì mình cũng đã mở ra cái skill mà bạn ấy mong muốn rồi. Thật ra mà nói thì ai cũng mong muốn là trưởng Kame thôi, nhưng mà với cái trình mở của mình thì nói chung là tỷ lệ ra Kame khá là cao. Thì anh em cần thì anh em cứ lên shop của mình mà thuê
thoải mái anh em nhá. Đó, thế lâu quá thì cứ liên hệ pet thì các bạn sẽ hỗ trợ anh em mở nhanh nhất có thể nhá. Đó. Thì đây, con đệ bạn ấy đã ra skill đây. Kamezoko cấp 7 nha. Bây giờ chúng ta sẽ còn khu là vắng vắng. Đặng con đệ tỉnh dậy là bắn Kame cho anh em xem. Đó, đệ Kame nó phải chất lượng chứ đúng không anh em? Đây, con đệ đâu rồi? Ra để cho anh em xem skill cấp 7 phát nào. Ok, chúng ta vẫn chưa thấy con đệ nha. Skill bảo vệ. Ok, xuất hiện khá là lâu. Trời ơi, con đệ đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Nhìn ra trận nha. Quay ra lại cay vào. Ok, con đệ đây rồi anh em nhá. Rồi, đây là trưởng Kame con đệ của bạn ý nhá. Ok, rồi và chắc là mình sẽ tạm dừng đây thôi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cái shop của mình. Bye bye anh em và hẹn cho lần ra sớm nhất nha. Ok.